Thằng đế. Đế. Con này nhỏ quá, bỏ đi. Thả đi. Đập, đập. Có chuyện đó. Buổi sáng ở chị An nha cả nhà. Chị đêm qua nhậu quá nhiều cho nên là không có câu được. Mình ra cũng khuya nha. Bây giờ đi mua tép về câu. Tối qua thì bé Sang nhà mình cắm câu ở đây đã thu được một con cá lóc nha bạn. Cá lóc tự nhiên 100% nha. Bây giờ đi mua tép về câu cá khác. Mình cũng hú thiệt luôn. Thật ra là cái chủ kênh anh đi miền Tây chính là tôi. Wow. Có gì đâu chị lấy thôi. Úp úp úp. Rửa sàn cái máy đi. Mình đang di chuyển là cái bãi chỗ vườn điều nha các bạn. Bãi quen thuộc nhưng mà cái đường bây giờ rất là dễ đi nha, chứ không phải như hồi trước nha. Đây là vườn điều. Đây là mùa điều chính nha các bạn. Thì nó rụng dưới đất rất là nhiều. Chắc nữa người ta sẽ đi nhặt, người ta không bỏ đâu. Đây là đường ra cũng là đường vô nha các bạn. Sáng giờ tao mua dữ nè. Còn nữa đây có mình nhà bán nè. Lên đây cũng có nữa, tại ta chạy đi xa lắm. Ngoài cũng mà ngã ba có chỗ. Nhưng mà người ta đi ngang đây nè, mà tao mua ở đây thì gần hơn phải không? Ta không chạy dọc bên kia, ta chạy về nó xa lắm. Bởi vì không biết đâu. Đi trong bãi vườn điều chạy lên đó. Bãi chỗ vườn điều á, bãi vườn gấu. Chạy gấu. Chạy gấu. Cái đó là trước nó nuôi gấu. Nuôi có con gấu, nó mà chắc ra nước còn thì nó nuôi ngông. Rồi đi là cũng vậy ngông.
mình bán. Bởi vì cái khách mình đi ngang ở đây, ta đi mua ở đây không? Em cũng mua đây mấy lần, mà lâu lắm. Giận rồi, xong người ta giận á, ta gọi điện ta giận trước chứ để có, ta ghé, còn có ta đi bên kia ta mua á. Chứ để không có, xong đi này vòng bên kia mua xa. Tối mình đi bắt tiếp hả? Cái này mình đi mua không chứ đâu có bắt. Thì mua lại không á, mà do máy đợt này không có test. Đi đặt thì bắt là hồ chứ. Vô rồi đó. Không ai phải, cũng phải ai cũng nheo luôn mình ơi. Đế nè, đế. Con này nhỏ quá, bỏ đi. Thả đi. Đó, chuyện đó. Tên con đầu tiên nha bạn. Con thứ hai chứ. Con thứ hai chứ, con đầu tiên bị sảy rồi. Con thứ kìa, ba. Tính cầu không tính. Con thứ ba tính từ đêm qua. Còn đế, còn đế. Nướng rồi, anh Diêu nướng rồi. Dễ gì vậy? Đây, hãy xem đây, em xuống em hốt hết cá ở dưới sông đây. Trời Phật ơi. Người ta câu để người ta giải trí mà đòi hốt hết cá. Ê, cái cần cái phao. Thank you.
thấy nó trôi ngược dòng đó đó đó. Trời Phật ơi, xa với thần à. Nghe tiếng không? Tiếng không quay được mấy khúc giật. Ở được không? Này nhảy quá chứ. Nãy mày thả tưởng móc hả? Chưa vậy. Thì nói ai móc móc giùm á. Tay đang cầm cá rồi. Bây giờ bao nhiêu quy lắp câu dính hoài nha. Một xô nè. Hai cái ngừ kìa. Ngồi dướng bà gây mắc cỡ với bà luôn. Dướng bà cây mắc mèo nè. Chinh nữ. Hoa chinh nữ. Hay quá Như ơi. Nhã. Nhã luôn rồi. Hồi cá không móc con tôm kẹt. Thiệt chi. Chán quá trời đi. Chạy qua đó. Cầm chéo cần rồi. Nó sỉ rồi. Bây giờ sỉ rất là nhiều nha mấy bạn. Còn là dính mép giật lên rồi rớt xuống không. Câu hồi thả về hết.